Sau khi cùng PFU Blue Card kết thúc V-League với vị trí thứ 8, Thanh Thúy đã quay trở về Việt Nam để hội quân cùng huấn luyện viên Thái Thanh Tùng và các đồng đội. Sự trở lại của đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực cho toàn đội hướng tới SEA Games 31 sắp tới. 7 giờ 30 sáng, tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, bóng dáng thân quen của chủ công số 1 đội tuyển bóng chuyền Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy xuất hiện trở lại trên sân tập. Hội quân cùng với toàn đội từ ngày 11 tháng 4, Thanh Thúy luôn là người đến sân tập sớm nhất. Một phần là mình tập trung sau với đội thì mình cảm thấy mình vẫn còn nhiều cái thiếu sót thì mình cố gắng dậy đến sớm hơn và có nhờ thầy tập thêm cho mình. Khi sang nhập thi đấu thì em cũng ít được bắt bước 1. Sau khi trở lại thì em cũng cảm thấy cái điều đó mình thiếu sót nhiều thì mình cần hoàn thiện nhiều hơn. Nên em cũng đang cố gắng để bù đắp lại cái phần đó. Trong mùa giải khoác áo PFU Blue Cast, Thanh Thúy thường xuyên được huấn luyện viên xếp thi đấu ở vị trí phụ công thay vì chủ công đối chuyển như sở trường. Dẫu vậy, quãng thời gian 8 tháng thi đấu tại Nhật Bản là trải nghiệm giúp Thanh Thúy trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Chuyến xuất ngoại thì mang lại cho em nhiều cơ hội hơn, thì em được thể hiện được thi đấu nhiều hơn để thể hiện bản thân mình và cũng được hoàn thiện mình hơn. Đúng là khi sang Nhật thi đó thì em không được sắp đánh đúng sở trường của mình, nhưng mà huấn luyện viên cũng đã tạo điều kiện cho em được thi đấu chính thức, thì em nghĩ cái điều đó cũng là điều may mắn cho em. Quãng nghỉ trước đó cộng thêm với sự khác biệt trong quá trình rèn thể lực ở Nhật Bản và Việt Nam khiến chủ công sinh năm 1997 sẽ cần khoảng thêm một tuần để lấy lại hoàn toàn thể lực. Dẫu vậy, điều này không đáng lo ngại. Quan trọng hơn, sự trở lại của cô đã tiếp thêm động lực cho toàn đội, nhất là với các vận động viên trẻ. Đội có một thủ lĩnh được về tập luyện cùng và cái khí thế sẽ tốt. Là chúng tôi có điều kiện để hoàn thiện cái đội hình. Mục tiêu huy chương vàng là mục tiêu cá nhân của riêng em. Thì để mình có một cái sự cố gắng để mình bước tiến cho bản thân. Còn riêng của mọi người thì em không biết, nhưng mà em hy vọng là mọi người sẽ cố gắng cùng để hướng tới một cái thành tích cao nhất. Cách đội trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trả lời đầy dứt khoát về mục tiêu huy chương vàng tại kỳ đại hội tới đây khiến người hâm mộ nước nhà có thêm niềm tin vào cơ hội giành vàng trên sân nhà, điều mà bóng chuyền nữ Việt Nam chưa từng thực hiện được ở các kỳ SEA Games.